Cbiz có Lưu Diệc Phi, Showbiz Việt có Mizu. Hai thần tiên tỷ tỷ đẹp, giàu, giỏi nên khó lấy chồng. Mizu ôm nguyên sấp sổ đỏ khiến chàng trai nào cũng rén ngang. Gây chấn động cõi mạng khi tặng em trai sổ đỏ trong ngày cưới. Sau Phan Thành, một chàng trai từng quỳ gối cầu hôn Mizu cũng đã lấy vợ. Mỹ nhân Cbiz Lưu Diệc Phi cũng giống Mizu, đã quá tuổi băm nhưng chưa hẹn hò. Cùng được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ, cả Mizu và Lưu Diệc Phi đều có nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thành công và giàu có. Tuy nhiên, hoàn hảo quá cũng là cái tội khi Mizu và Lưu Diệc Phi ai cũng đều xuất sắc, đến mức nổi trội hơn cánh mày râu làm đường tình của hai chị đẹp gặp nhiều khó khăn. Dù đều đã quá tuổi băm, song đến hiện tại, Mizu và Lưu Diệc Phi vẫn độc thân, cô đơn lẻ bóng. Với Mizu, cô nàng cũng từng có tình yêu đẹp với thiếu gia Phan Thành. Cả hai thậm chí đã đính ước và chỉ chờ ngày về chung một nhà. Nhưng có ai ngờ, cuộc tình của họ bất ngờ xuất hiện tiểu tam khiến Mizu quyết tâm đường ai nấy đi với Phan Thành. Từ đó cô nàng tập trung cho sự nghiệp của mình, không nhắc đến chuyện yêu đương. Sở hữu học vấn đáng nể, Mizu từng là á khoa đầu vào trường Đại học Kiến trúc, thủ khoa trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Mizu từng khiến nhiều người trầm trồ khi trở thành giảng viên tại trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 28 tuổi. Song song với đó, Mizu vẫn hoạt động trong showbiz, xuất hiện trong các dự án nghệ thuật và tham dự các sự kiện. Tuy nhiên, công việc mang tới doanh thu lớn nhất cho Mizu là kinh doanh. Không chỉ sở hữu thương hiệu thời trang riêng, nữ nghệ sĩ còn buôn bán bất động sản. Hình ảnh Mizu ôm sấp sổ đỏ trong tay từng làm bao người trầm trồ. Theo như nghệ sĩ Tiến Luật chia sẻ, thì Mizu rất giàu, có 4, 5 căn nhà buôn bán đất rất phát đạt. Có được tài chính vững chắc, Mizu thoải mái mua nhà, sắm xe sang và đồ hiệu. Nữ diễn viên sở hữu 3 căn hộ hạng sang và hàng loạt lô đất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cam Ranh và Đà Lạt. Cô cũng có trong tay vài chiếc xe xịn trị giá 1,6 và 2 tỷ đồng. Đồ hiệu tất nhiên Mizu không thiếu. Những chiếc túi trị giá hàng trăm triệu đồng làm ai nấy phải choáng ngợp. Giỏi giang, giàu có, sự nghiệp thành công, Mizu còn có được nhan sắc xinh đẹp dịu dàng. Dù bước vào tuổi 34, song nữ diễn viên vẫn có được giao diện trẻ trung hút mắt. Mặc dù hoàn hảo là thế, nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn độc thân và có vẻ đường tình duyên khá chắc trở. Sự xuất sắc của Mizu khiến chính cô bị khó lấy chồng. Gần nhất, quý ông tia chớp Trần Gia Huy, người nổi tiếng với màn quỳ gối cầu hôn Mizu cũng đã chính thức lấy vợ, khiến nhiều người tiếc nuối vì anh và Mizu không thành. Trong khi đó, thần tiên tỷ tỷ của showbiz Hoa Ngữ cũng đang ế ở tuổi 36. Lưu Diệc Phi có sự nghiệp rất thành công, bỏ xa dàn tiểu hoa 85 cùng thời. Độ giàu có của nữ diễn viên chắc chẳng cần phải bàn. Bởi cỡ 10 năm trước, Lưu Diệc Phi đi triển lãm xe đã chốt đơn ngay chiếc xế xịn 10 tỷ đồng chỉ như mua mớ ra ngoài chợ. Cô còn ngầu hơn khi tự lái xe về mà chẳng cần ai giúp đỡ. Giàu có, xinh đẹp, bản lĩnh, thành công trong sự nghiệp nhưng Lưu Diệc Phi cũng giống Mizu, đến hiện tại vẫn chưa thấy tin hẹn hò chứ đừng nói là lấy chồng. Thời điểm hiện tại, cả hai nàng thần tiên tỷ tỷ của showbiz chung Việt đều chưa có người yêu. Dự là phái mạnh muốn chinh phục hai chị đẹp đều rất khó bởi họ quá mức ưu tú. Bản thân cả Mizu và Lưu Diệc Phi đều chẳng vội, fan cũng không mong hai mỹ nữ gấp gáp mà va phải cha nam nên thôi cứ từ từ, không cần phải chạy deadline lấy chồng làm gì.